bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Rèn luyện nhân cách cao thượng. Các em bạn nhỏ của tôi, các em nên noi gương các vị thánh nhân, các vị hiền nhân, học theo gương các vị đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, học theo gương những vị anh hùng trong nước và ngoài nước, thuở xưa và ngày nay, để có được nhân cách, đạo đức, học vấn và Phật nghiệp của họ. Bây giờ là thời gian để các em học tập. Ở trong lớp thì các em trau dồi kiến thức và kỹ năng. Ở ngoài lớp thì các em rèn luyện đạo đức và nhân cách. Khi có kiến thức phong phú và nhân cách được kiện toàn, thì sau này các em mới làm nên sự nghiệp lớn lao vĩ đại và mới đem lại hạnh phúc cho toàn thể thế giới và nhân loại. Ở đâu các em cũng cần có kinh nghiệm mới có thể tiến bộ. Đừng sợ thất bại, vì thất bại là mẹ thành công. Khi còn trẻ, các em cần có khí phách của bậc anh hùng, oai phong hào khí ngất trời, thì tương lai các em mới trở thành nhà diễn thuyết nổi tiếng, bậc nhân tài hoằng pháp xuất chúng. Bây giờ chính là lúc các em phải xây dựng nền tảng kiên cố về cả hai phương diện học vấn và nhân cách. Nền tảng về nhân cách lại còn trọng yếu hơn nền tảng về học vấn nữa. Người có học vấn mà không có nhân cách thì sau này chỉ làm hại cho quốc gia, gây loạn lạc cho nhân loại. Vì lẽ đó, các em cần phải rèn luyện nhân cách cho cao thượng, để tương lai phục vụ nhân loại, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Muốn xây dựng nền tảng cho nhân cách được kiên cố, trước tiên các em phải học nói năng cho chính trực, thẳng thắn, và đừng bao giờ nói lời giả dối hư ngụy. Hãy nhớ nhé, các em chớ nịnh hót, nói những lời để người khác vui, cũng đừng nói lời trái ngược với lương tâm mình. Lời nào cần nói thì nói, không cần phải nói thì đừng nói. Các em phải biết rằng, ngôn đa tất thất, nói nhiều lời thì sẽ sai lầm, và rằng bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu sanh. Bệnh là do miệng mà vào, họa là từ lời nói mà ra. Các em phải ghi nhớ nên thận trọng. Đức Mạnh Tử dạy chúng ta ba tiêu chuẩn để rèn luyện nhân cách. Ngài nói rằng, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, oai vũ bất năng khuất. Nghĩa là, lúc mình giàu có phú quý thì phải giữ quy củ không được dâm loạn. Lúc mình nghèo hèn thì đừng thay đổi chí khí, tức không bị hoàn cảnh làm cho thay đổi chí hướng. Lúc mình bị thế lực chèn ép thì không khuất phục, không đầu hàng, tức là không bị lợi lộc vật chất làm cho mất hết danh tiếng. Nếu các em có được chí khí cương trực, hào hùng như vậy thì mới có thể trở thành những người hữu dụng sau này. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 4 tháng 9 năm 1982. Ha ha ha, 闻三摩地所。